Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim News. Một thứ tư nữa lại đến, và đây là lúc không thể thích hợp hơn để chúng ta cùng ngồi xuống nhâm nhi những tin tức thú vị đến từ làng điện ảnh trong nước và quốc tế. Trong bản tin tuần này, Phê Phim sẽ cùng bạn tìm hiểu về hai cái tên mới sẽ hóa thân thành cặp đôi biểu tượng của làng văn hóa đại chúng, về nguyên nhân cho sự bốc hơi của hai bom tấn tháng 7 tại rạp chiếu Việt Nam, và về lời tiên tri của đạo diễn đại tài James Cameron dành cho trí tuệ nhân tạo. Đầu tiên, hãy cùng chúng mình khám phá về màn tái xuất của bộ đôi Clark Kent và Lois Lane 2025 nhé! Theo Variety, DC Studios đã chính thức xác nhận nam tài tử David Collinsworth và ngôi sao The Marvelous Mrs. Maisel Rachel Brosnahan sẽ đảm nhận nhân vật Clark Kent và Lois Lane trong Superman Legacy của James Gunn. Đối với Collinsworth, Superman Legacy sẽ đánh dấu vai chính đầu tiên của anh tại vũ trụ DC. Trước đó, nam diễn viên 29 tuổi đã chứng minh thực lực nhờ màn trình diễn trong series The Politician của Netflix cũng như phim kinh dị Pro từ nhà A24. Theo Variety, việc chính thức trở thành một phiên bản của người đàn ông thép giống như một giấc mơ đối với Collinsworth. 4 năm trước, trong một buổi phỏng vấn với Entertainment Weekly, David Collinsworth đã chia sẻ rằng mục tiêu diễn xuất lớn nhất của anh ấy là khoác lên mình chiếc áo choàng siêu nhân. Trong khi đó, nữ diễn viên Brosnahan đã không còn xa lạ gì với khán giả đại chúng khi góp mặt trong một số dự án nổi tiếng như The Marvelous Mrs. Maisel của Amazon hay House of Cards của Netflix. Cả hai phim đều là con cưng của giới mộ điệu và thắng rất nhiều giải thưởng danh giá. Màn tái xuất trên màn ảnh rộng của siêu nhân hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện mới hoàn toàn với phần kịch bản gốc được chấp bút bởi chính đạo diễn James Gunn. Phim sẽ tập trung vào cách Superman cân bằng giữa hai bản thể, phần siêu nhiên từ hành tinh mẹ Kryptonian và phần con người trong anh ấy. Superman mới sẽ vẫn là hiện thân của sự thật, công lý và người dân Hoa Kỳ. Có thể hình dung siêu nhân là một người tử tế trong một thế giới vốn đã coi sự tử tế là lỗi thời. Peter Safran, đồng giám đốc tại DC, chia sẻ về nhân vật. Ở chiều hướng tương tự, đạo diễn James Gunn cũng tiết lộ với Variety về tiêu chuẩn siêu nhân trong mắt ông. Siêu nhân tiếp theo phải là người kế thừa được những di sản mà các phiên bản trước đã gây dựng được. Đó phải là một người biết bao dung và giàu lòng trắc ẩn, một siêu nhân có thể khiến bạn tin tưởng và muốn ôm vào lòng. Quá trình tuyển vai Superman Legacy đã diễn ra trong nhiều tháng nhằm tìm kiếm những gương mặt mới phù hợp nhất. Giờ đây, với hai vai chính đã có chủ, chúng ta chỉ cần chờ xem cái tên nào sẽ được chọn để trở thành Lex Luthor, kẻ thù không đội trời chung của Superman, cũng như người bạn thân Jimmy Olsen. Superman Legacy được ấn định công chiếu vào ngày 11 tháng 7 năm 2025. Tháng 6 đã đi qua với nhiều tác phẩm cuốn hút tại phòng vé, thế nên không có gì lạ khi những mọt phim mong chờ những phim tương tự trong tháng 7. Tiếc là mong muốn đó sẽ không thể trở thành sự thực, vì sắp tới có đến hai dự án đáng chú ý chịu cảnh hầm hưu. Một phim thì bị đẩy sang tháng 8, có một phim thì bay màu luôn khỏi Việt Nam. Barbie từng là dự án được người hâm mộ Việt mong chờ bậc nhất trong tháng 7. Nhưng mới đây, theo VN Express, bộ phim của đạo diễn Greta Gerwig đã bị cấm phát hành tại nước ta. Cụ thể, Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Vi Kiến Thành cho biết, Hội đồng Trung ương Thẩm định và Phân loại phim quốc gia đã xem Barbie và đưa ra quyết định cuối cùng. Cục Điện ảnh đã ra quyết định cấm phát hành do phim có xuất hiện đường lưỡi bò, ông Thành xác nhận với báo giới. Trước thông báo này, các hệ thống rạp chiếu trên toàn quốc đã gỡ bỏ toàn bộ poster và thông tin về phim Barbie. Được biết, đây không phải lần đầu tiên một dự án đến từ Hollywood bị cấm lưu hành tại Việt Nam vì có chứa hình ảnh đường lưỡi bò sai lệch với chủ quyền đất nước. Một số cái tên từng vướng phải vấn đề này là Uncharted của người nhện Tom Holland, Abominable từ DreamWorks hay hai tập phim của series Pine Gap trên Netflix. Ở một chiều hướng khác, từng được sắp xếp lịch công chiếu cùng ngày với Barbie, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan lại có phần may mắn hơn đối thủ cũ của mình khi phim chỉ bị lùi lịch chiếu khoảng 2 tuần so với thời gian công bố ban đầu. Tuy nhiên, nguồn tin riêng của báo Tuổi Trẻ cũng cho biết Hội đồng Duyệt phim quốc gia vẫn chưa thẩm định Oppenheimer nên người hâm mộ cần chờ thêm một thời gian nữa mới có thể yên tâm ra rạp. Oppenheimer sẽ theo chân nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer khi ông đứng đầu dự án Manhattan tham gia chế tạo bom nguyên tử để chấm dứt Thế chiến II. Không chỉ là dự án đánh dấu màn trở lại của đạo diễn Christopher Nolan kể từ bom tấn Tenet năm 2020. Phim còn có sự góp mặt của dàn sao bao gồm Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt hay Florence Pugh. Như vậy, vào 21 tháng 7 tới, chỉ có Thám tử lừng danh Conan, Tàu ngầm sắt màu đen là chắc suất ra rạp. Trước đó, rạp chiếu Việt sẽ có thêm các bom tấn chào hè như Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1 vào ngày 8 tháng 7, phim hoạt hình Tay đua kiệt xuất phát hành 14 tháng 7 và một số dự án khác. Với việc Oppenheimer bị lùi lịch chiếu, phòng vé Việt sắp tới được dự báo sẽ là sân chơi riêng của nhiệm vụ bất khả thi. Trước khi đến với tin lớn tiếp theo, hãy cùng chúng mình dạo qua bảng xếp hạng tại Bắc Mỹ và Việt Nam. Bảng xếp hạng Bắc Mỹ.
Dù đã được công chiếu một tháng, nhưng Transformers Rise of the Beast vẫn bám trụ ở top 5, thu về 7,3 triệu đô. No Hard Feelings tiếp tục giữ hạng tư, đạt doanh thu 7,8 triệu đô. Spider-Man Across the Spider-Verse rớt 2 hạng, xuống vị trí quý quân, bỏ túi 12 triệu đô. Elemental giữ vững vị trí top 2, doanh thu đạt 12,1 triệu đô. Indiana Jones and the Dial of Destiny vừa công chiếu đã nhanh chóng leo lên ngôi vương tuần này, thu về doanh thu khủng 60,3 triệu đô. Bảng xếp hạng Việt Nam, Transformers Quái thú trỗi dậy dừng chân tại top 5 trong tuần này, thu về 2 tỷ đồng. Indiana Jones và Vòng quay định mệnh mở màn tuần ra mắt tại Việt Nam với hạng 4, đạt mức doanh thu 2,5 tỷ đồng. Quý quân bảng xếp hạng phòng vé Việt gọi tên Quý công tử, thu về 2,7 tỷ đồng. Tào chú cấm giữ vững top 2, bỏ túi 6,4 tỷ đồng. Vừa lên mạnh mẽ ở cả thị trường Mỹ và Việt Nam, Xứ sở các nguyên tố tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng tuần này, ghi nhận mức doanh thu lên tới 10,2 tỷ đồng. Ngoài Xứ sở các nguyên tố, có một thứ khác cũng đang vươn lên rất mạnh mẽ, đó chính là trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, máy móc không chỉ làm những việc đơn giản được lập trình sẵn mà còn có thể sáng tạo thay con người. Nghe vừa đột phá vừa đáng lo đúng không? Thế mà có người trong nghề điện ảnh từng dự đoán được viễn cảnh này rồi đấy. Theo tờ People, trong một buổi phát biểu tại Los Angeles, kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger đã khẳng định những dự đoán của đạo diễn James Cameron về trí tuệ nhân tạo trong phim đang dần trở thành hiện thực. Ngày nay, mọi người đều sợ hãi về nó, không biết nó sẽ đi về đâu, phát triển thế nào. Nhưng trong bộ phim này, trong kẻ hủy diệt, chúng tôi đã nói về việc máy móc bỗng có khả năng tự nhận thức và dần tiếp quản thế giới. Sau nhiều thập kỷ, điều đó đã trở thành hiện thực, nó không còn là tưởng tượng hay tương lai nữa. Thông điệp mà cựu thống đốc bang California truyền tải càng làm dấy lên nỗi lo sợ của nhiều nhà sáng tạo về sự phát triển quá nhanh của máy móc, nhất là khi Disney tuyên bố phần intro của series Secret Invasion đã được thực hiện bởi AI, cùng việc ChatGPT đang ngày càng trở nên phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Không dừng lại ở đó, tập đầu tiên của Black Mirror mùa 6 mang tên Joan is Awful cũng mang đến lời cảnh báo về một thế giới tương lai, nơi các hãng phim sở hữu một siêu trí tuệ có thể tạo nên tất cả các nội dung giải trí, khiến không ít người lo sợ. Mặt khác, phát biểu của Schwarzenegger lại càng cho thấy trí tuệ siêu việt và tầm nhìn vượt xa thời đại của James Cameron. Đích thần lão đại 75 tuổi đã dành những lời có cánh cho người cộng sự. Đó là tác phẩm phi thường của James Cameron. Anh ấy đã tạo ra nhân vật này. James đã viết một bộ phim tuyệt vời. Và đó là lý do tại sao anh ấy là đạo diễn số 1 thế giới. Dù rất khâm phục, thậm chí còn cho biết chính Cameron đã truyền cảm hứng rất nhiều cho ông trong quá trình làm nghề. Nhưng Schwarzenegger đã quyết định sẽ từ bỏ thương hiệu kẻ hủy diệt. Hiện tại, Terminator bản Reboot đang trong giai đoạn tiền kỳ với sự tham gia của James Cameron. Phim được cho là tập trung nhiều vào khía cạnh AI hơn là những con robot xấu xa trở nên điên loạn. Cuối cùng, trước khi khép lại bản tin hôm nay, hãy cùng chúng mình đến với mục điểm tin, nơi phê phim bật mí những tin tức điện ảnh rất thú vị mà các bạn nên biết đấy. Anthony Mackie quên lời thoại Captain America 4 vì Harrison Ford. Ngày đầu tiên thật đáng sợ, tôi đã rất lo lắng đến nỗi không thể nhớ lời thoại của mình. Anthony Mackie đã chia sẻ như vậy với Inverse sau khi tham gia quay phim Captain America Brave New World cùng nam tài tử Harrison Ford, người đảm nhận vai Thaddeus Thunderbolt Ross. Ông ấy là Harrison Ford cơ mà, ông ấy như tỏa ra ánh hào quang vậy. Dù vậy, ông ấy không hề xa cách với mọi người. Harrison sở hữu tất cả những điều mà một ngôi sao điện ảnh nên có, Mackie kể. Được đồng chỉ đạo bởi Malcolm Spellman, người làm nên The Falcon and the Winter Soldier và Julius Ona, Brave New World sẽ chứng kiến cuộc hành trình mới của Sam Wilson với tư cách là Captain America. Hiện đội trưởng Mỹ 4 vừa kết thúc quá trình sản xuất tại Atlanta và sẽ ra mắt khán giả vào ngày 3 tháng 5 năm 2024. Dune 2 phát hành trailer mới. Mới đây, Warner Bros. Và Legendary đã phát hành một đoạn trailer hoàn toàn mới cho Dune phần 2, đồng thời mang đến một cái nhìn rõ hơn về các nhân vật mới do dàn sao Austin Butler, Florence Pugh và Christopher Walken thủ vai. Tiếp nối chuyến du hành tới Arrakis, hành tinh nguy hiểm nhất trong vũ trụ, Dune 2 theo chân Hoàng tử Paul trong công cuộc hợp tác với cô gái Chani cùng những người Fremen sở hữu mắt màu xanh bí ẩn nhằm trả mối thù máu cho gia đình, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân trước đợt tấn công của quân đội Harkonnen độc ác. Được chỉ đạo và chắp bút bởi Denis Villeneuve, người đứng sau Blade Runner 2049, Dune Part 2 sẽ ra rạp vào ngày 3 tháng 11 tới. Dàn diễn viên One Piece bản hoạt hình sẽ tham gia phim live action. Gã khổng lồ trực tuyến Netflix mới đây đã thông báo rằng One Piece bản người đóng sẽ được lồng tiếng Nhật song song với bản gốc tiếng Anh. Cụ thể, bản phim này sẽ do chính những diễn viên lồng của anime gốc đảm nhận. Trong đó, Mayumi Tanaka, người góp giọng cho Luffy,
sẽ cùng với các diễn viên Nhật Bản khác, bao gồm Kazuya Nakai trong vai Roronoa Zoro, Akemi Okamura trong vai Nami, Kapei Yamaguchi trong vai Usopp và Hiroaki Hirata trong vai Sanji tham gia lồng tiếng cho nhân vật của họ trong bản phim người đóng. Được biết, phiên bản live action sẽ lấy bối cảnh phần đầu của bộ manga mang tên East Blue, nơi các thủy thủ đoàn của Going Merry lần đầu tập hợp cùng Luffy trong hành trình truy tìm kho báu. Tác phẩm được thực hiện bởi Tomorrow Studios, đơn vị từng sản xuất một số tác phẩm như Snowpiercer hay Cowboy Bebop và sẽ chính thức lên kệ Netflix vào 31 tháng 8 năm nay. Và đó cũng là thông tin cuối cùng của bản tin điện ảnh tuần này. Các bạn cảm thấy số về phim news hôm nay như thế nào? Liệu những cái tên nào sẽ góp mặt trong dự án Superman Legacy sẽ tiếp tục được DC công bố? Oppenheimer sẽ được chiếu tại Việt Nam hay không? Hay AI có thực sự đe dọa ngành sáng tạo nói chung cũng như ngành điện ảnh nói riêng như nhiều người lo sợ? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn ở bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.